Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào các bạn, trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ kể cho các bạn một ván cờ rất hay, đặc sắc của bất kỳ vương Trung Quốc. Đó là danh thủ Tôn Tung Trinh khi cầm đèn đỏ đi tiên đại chiến cùng Võ Tấn Cường trong giải cờ tướng giao cấp biên tái năm 2023. Kính mời các bạn đón xem. Chứ吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军，将军，吃。 吃。
军。
Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho tiến vào qua để cản đường tượng đến từ bên đỏ của Tô Tung Trinh thì bên đen đã buông cờ xin thua trong bối cảnh trên. Các bạn thấy ngay, thì huống tiếp theo có thể cho bình thoát qua. Binh 5 bình 6 và dùng mã chém tượng, hình cờ mà bên đen sẽ thua nhanh về sau. Như vậy kênh cờ tướng tinh hoa vừa kể tới các bạn ván đấu trên màn thị trường đỉnh cao đến từ bạch miêu Tô Tung Trinh, kỳ vương Trung Hoa. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.